Ok chào anh em, hôm nay lại gửi cho anh em cây cần he chi nha anh em. Thì đa phần những cây he chi này sẽ là những cây he chi hàng carbon, và cái giá clip mình lên hôm nay sẽ là hàng thanh lý luôn nha, giá cực kỳ mềm luôn. Cần he chi carbon thì giá nó rơi tầm khoảng 400 đến 250, hình như là cây số 2 250 nè, đó, carbon luôn. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi cũng clip shop lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Ok anh em, để gửi cho anh em cây số 1 nhé. Thì cây số 1 gửi cho anh em là một cây cần he chi nè, cán máy treo. Đây, polymer carbon. Cái này là một cây cần của Ryobi. Một cây Ryobi sản xuất tại Malaysia. Và cây này nó hai đọt nha anh em, một đọt cứng 10 và một đọt cứng 15 nhé. Đây, thông số cụ thể nó sẽ là một đọt cứng là 10-15, một đọt cứng là 15-20. Đây, hai đọt. Bát cần sẽ là bát Fuji nhé. Phen cần sẽ là phen Fuji nè, đó. Fuji loại xám nha nè. Nói chung là phôi cái này là chuẩn nha, không lỗi lầm gì hết. Đó, hai đọt. Bu là bu xít luôn. Đây, hàng loại xám. Cây he chi, mấy cây he chi này 1m8 này thì cho anh em câu trên bè rất là phê nha anh em, câu trên bè trên ghe đó. Đây. Đó. Thì hai đọt thì có một đọt này nè anh em, đây nó bị lỗi chỗ này đó, xước nè đó. Xước chỗ này thì chắc là khúc nối này là khúc nối thủy tinh nha anh em, sợ thủy tinh nên không sao không ảnh hưởng nhá. Đây mắc một phen này nữa đó. Thì còn đọt 10-15 thì đọt này ok nguyên zin hết nha anh em, đọt này nguyên zin hết đó. Thì mình bán cái này xem như bán cây cần tặng cái đọt nó cho anh em, về có thay phen đổi phen gì anh em làm nhé. Thì cái này Ryobi dài 1m8, nặng là 115g, giá công khai cây số 1 giá là 350k nha anh em, 350k cộng ship cây số 1, một cây hai đọt nhé. Nói trước cái này một đọt bị lỗi, một đọt còn ok chuẩn. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Ryobi nè. Đây Ryobi rộng Suyumi, phôi vẫn là phôi carbon như này, phôi vẫn là phôi carbon, cây này carbon sáng ít luôn nha anh em. Đây carbon sáng ít luôn. Bát là bát Fuji F6, phen là phen Fuji loại xám. Đây anh em, sáng ít nha. Thì cây này nó là 2m1 nha anh em, 2m1 rồi, sẵn đọt vẫn là đọt tháp nha em, đọt tháp, và cái này nó bị gãy ngọn rồi, gãy đọt tí rồi đó, nó chỉ còn có 2m. Coi cây này như ta, cây này còn 2m1 thì cây này nó còn khoảng 2m2 2m02 2m01 thôi nha em. Đó, gãy được, gãy khúc đọt nha em. Cây này thì mình cũng bán cho anh em nào về câu vui chơi, hoặc anh em có thể về lấy phen cũng được đó. Phôi thì rất là chuẩn nha, phôi là phôi sẵn ít nha anh em đó. Cần lỗi ngọn thì mình sẽ báo cho anh em lỗi ngọn đó. Bu này thì được bên Nhật khai vô là bu xít nha anh em, bu xít nha, bu này rất là xịn luôn. Thì cái Suyumi này thì nặng 140g, đọt 1.7, độ cứng cái này nó rơi tầm khoảng 20 nha anh em, rơi tầm khoảng 20-30. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 250 nha anh em, 250k cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 gửi cho anh em một cây cần nội địa nha anh em, một cây nội địa Nhật nè. Cây này chắc hàng của Sakura không, thôi của anh Phá Tắc Cô rồi. Cây này nội địa nha anh em, phôi vẫn là phôi carbon nha, phôi carbon đó. Phen của nó vẫn là phen Fuji, bát vẫn là bát Fuji, góc cần hộp vẫn rất là đẹp nha, đọt vẫn là đọt tháp, đọt tháp. Đây, cây này thì nguyên zin hết luôn, rất là đẹp. Cho anh em về câu trên ghe, trên bè, săn cá hanh, cá cháp, câu cá tôm, câu cá cốc, mè dinh mè dảnh gì đó, đây, đánh đa thể loại nha. Cái cây này câu trên bè, câu mấy cá lăng cũng được, câu cá lăng mà anh em câu bằng bông gòn á, đánh rất là phê. Thì cái nội địa này thì nó nặng là 160g, đọt 1 ly, dài 1m7 nha anh em, dài 1m7, đọt 1 ly. Đọt cứng cái này nó rơi tầm khoảng
15 thôi nha anh em. Đây, đọt rất là nhiều này nãy nha. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 350k nha anh em, 350k cộng tiếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho anh em là một cây cần của hãng Sakura, cái này Sakura Alpha Taco thì không rõ anh em. Đây, một cây nội địa nhá. Bát Pusi FS6, bát tờ cao luôn. Fan là fan Pusi luôn nha anh em, fan Pusi luôn. Sơn giả trúc nè. Đó. Foil carbon. Đó. Cây này thì nó dài 1.3 nha anh em, dài 1.3 foil carbon đọt thấp. Thì cây này nó bị hụt đọt một tí nha anh em. Đó. Nhìn là biết liền. Đây. Đó. Hụt chắc mắc có đủ chút xíu thôi. Đó, thấy cũng còn rất là im. Đó, chứ không có hụt sâu đâu. Tổng thể ngoại hình còn rất là mới nha anh em. Đó, một rất là mới. Cái này thì nhỏ gọn rồi. Đó, rất là gọn luôn cho anh em câu chinh thuyền cano nhé, cho anh em bỏ mấy cái lỗ bè á. Rất là phê nha anh em. Đọt đây, đọt nó nảy rất là phê luôn. Đó, không có gì phải bàn nữa, thấy không? Mình test đọt cho anh em xem. Bây giờ cái này nặng là 105 gram, dài 1.3 m, hột đọt một tí. Đọt cái này sẽ là đọt 1 ly 2, đọt này là đọt tháp nha anh em, đọt tháp đọt đặc. Rồi, giá công khai cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 10-15 nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Rồi, giá công khai cái số 4, giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship cái số 4. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 gửi cho anh em là một cây hàng của Alpha Taco đây, một cây Alpha Taco. Đó. Co cặp bên sẵn nha. Bát Pusi, fan Pusi, fan hai chân. Fan một chân nha anh em, fan cao nè. Đó. Đây cặp một sẵn nha anh em. Đó. Thì cái này cũng hai đọt luôn, một đọt là cứng là 10 và một đọt cứng 20. Cái này sẽ xuất tại Korea. Đó. Đọt cứng 10 thì nó sẽ ra tầm khoảng 10-15, đọt cứng 20 sẽ ra tầm khoảng 15-20. Đây, cây này thì có một đọt bị hụt một tí nha anh em. Đây. Đó, một đọt bị hụt đọt một tí. Đó, chẳng sao báo cho anh em vậy, nhanh gọn lẹ. Được cái là đọt còn lại thì cần còn rất là mới và sạch. Đó. Co carbon đọt tháp còn rất là mới và đẹp nha anh em. Không có gì phải bàn cả. Đây, ngon lành nhá. Thì cây Alpha Taco cái số 5 này thì nó nặng 100g, dài 1.8 m, hai đọt, một đọt 1 ly 2, một đọt 1 ly 3 nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 5, cây này thì bán giống như bán một cây tặng thêm một đọt, giá 400 nha anh em, 400 cộng ship nhé. Cây này còn mới nha anh em. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 gửi cho anh em vẫn là một cây hàng của hãng cây này cây của Suzumi. Đây một cây Suzumi. Foil carbon, bát Pusi, fan Pusi. Đó. Đây. Nói chung là cây này còn ok, không lỡ làm gì hết. Đó. Cái này về vẫn cho anh em câu trên ghe trên bè rất là phê nha anh em. Cái này cứng 15 dài 1.8 m. Đó. Mấy cây Heiji này đa phần sẽ là đọt tháp hết nha anh em, đọt tháp hết tu. Fan Pusi nhé. Cái này không lỗi nha anh em. Ngon lành. Xịn sò nha. Đó. Thì cây Suzumi này thì nặng là 120g, dài 1.8 m, đọt 1 ly. Cây này độ cứng nó sẽ rơi tầm khoảng 10-15 nha anh em, rơi tầm khoảng 10-15. Đó, đánh cảm giác nhé. Cây này khoảng 15 rồi. Tương đối. Đây, đọt khá là nảy nha anh em. Đây. Đó. Rồi, giá công khai cây số 6, giá 450 nha anh em, 450k cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Sunfit. Đây, một cây Sunfit. Thì cây này còn rất là mới nha anh em. Cây này mới. Đây. Chẳng nha, thôi là carbon sẵn hết nha anh em. Đó. Cán máy chèo bóng lưỡng luôn. À, nhức nách luôn. À, bát là bát Pusi. Fan là fan Pusi dạo quang anh em. Keo chỉ đây. Rất là đẹp sạch nhá. Đây. Đây. À, sẵn hết nè, keo chỉ nguyên zin nè. Thì cái này dài 2.1 m nha anh em, dài 2.1 m. Đó. Double carbon nha anh em, carbon hai lớp nha. Đây. Đây. Fan đề ba Pusi dạo quang, bu của nó đây nè. Đó.
cái này nó cứng ra nhiêu, cái này nó cứng ra tầm khoảng 10 thôi nha nè, cái 21 này cứng ra tầm khoảng 10 thôi, đọc nó cũng tương đối nảy nè, nảy qua mềm. Nói chung là cây này ngoại hình tổng thể ok hết nha nè, đọc đây đó. Không lỗi lầm gì hết, sạch sẽ đẹp đẽ, thôi sẵn ít đẹp đó. Simpit chỉ có buông nó thế này thôi, buông nó đây đó. Xứ trong đây là xứ dạng nó mà gòn nha nè, cũng vậy thôi đó. Mình cũng không biết nữa, không chắc nè. Rồi cây Simpit này thì nó dài 2m1, nặng là 135g, đọt 1 ly 2, đọt 1 ly 2, đọt cứng lên thầm khoảng 10. Rồi giá công khai cây số 7, giá là 500 nha em, 500k cộng ship cây số 7. Phôi sắn đẹp, phôi đẹp, phôi sắn đẹp, ngoại hình ok, không sai sát đó, ngon lành. Tiếp theo cây số 8 thì cây số 8 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Olympus nè đó. Cây này cũng dạng giống như bán một đọt và tặng một đọt đây anh em. Cây này thì nói thật là nó rất là mới nha anh em. Đây, phôi carbon cán mái treo, phôi sẵn rất là đẹp đó. Cây này hai đọt nha anh em, một đọt cứng 50, một đọt cứng 25-40, phen là phen Fuji dạ quang đó. Đây, rất là đẹp nha. Đây 2m4, hàng Olympus. Đây Fuji dạ quang nha anh em đó. Rất là đẹp cây cần. Thì cây này thì cái đọt nó là 25-40, nó bị mất đầu bu nhé. Anh em về có đầu bu thay vô là ok liền, ngon lành, được gỡ nhé. Cái đọt bên đây, cái đọt mềm thì nó vẫn còn nguyên zin. Chung thì trong quá trình vận chuyển về thì cần nó cũng có khoảng gũi go một tí. Thì hàng có gũi go thì anh em sẽ có được hàng giá ok tí anh em câu. Nói chung thì chỉ cần về cái gắn cái bu vô là câu thôi anh em đó. Nhưng mà được cái là một cái đọt nguyên zin nè, nó anh em câu thả ra nha. Đây tem nơi địa phôi sẵn đẹp nha, ngon lành, xịn sò. Thì cây Olympus này thì nó nặng là 185g, dài 2m1. Cái này thì có hai đọt, một đọt 1 ly 2, đọt cứng nó sẽ là 50, một đọt 2 ly 1, đọt cứng nó sẽ là 25-40. Rồi giá công khai cây số 8 Olympus này giá 550k đó, giá ok nha anh em, 550k cộng ship nha anh em. Cây số 8. Tiếp theo cây số 9 thì cây số 9 mình bán cho anh em nào về mà xiên một tí tút tát lại câu ngon lành, mà anh em có thể để gì câu cũng được. Cây số 9 gửi cho anh em là cây cần của Shimano đó. Đây anh em thấy cái phôi sẵn này thì quá nổi tiếng rồi đó. Thì đây một cây Shimano Hyperwave X đó, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, phôi nó là phôi sẵn ít đây nè, phôi sẵn ít nha. Nói chung là cây này phôi phen ok hết đó. Cây này dài 3m3 nha anh em, he chi dài 3m3 là cực kỳ hiếm luôn đó. Cho anh em nào về câu cảm giác, câu bến cảng nè đó, chiên cảm giác nha. Đây phôi sẵn rất là đẹp nha anh em đó. Tại sao mà mình bán cái này về cho mấy anh em xuyên thì cái này mấy cái keo chỉ nữa em đó, lâu ngày thì nó bị oxy hóa, nó xuống xuống màu tí đó. Anh em về anh em đi chỉ đi keo lại ok, câu bình thường, hoặc anh em có thể để quậy câu luôn cũng được, không ảnh hưởng gì nhá, chỉ có nó không được thẩm mỹ tí thôi đó. Đây bù nó bù xít luôn nha nè, bù xít phôi là phôi chuẩn nha, phôi không lỗi đây nè. Mấy cái chỉ keo thì nó hơi bị xuống cấp tí đó. Nếu anh em không quan trọng ngoại hình thì anh em để quậy anh em câu cũng được, ngon lành, hoặc anh em có thể đi keo chỉ lại ngon lành luôn. Nói chung là cây này mà nếu keo chỉ đi lại ngon lành thì nó cơ tầm khoảng 1 triệu ngoài nha anh em đó. Anh em đã biết cái phôi này thì xịn rồi và rất là hiếm, lâu lắm mới có một cây như thế này, 3m3 he chi sẵn rất là đẹp nha đó. Dạng này anh em câu có thể câu thay thế ISO bè cũng được, rất là phê. Thì cây Shimano dài 3m3, nặng là 135g, đọt 2 ly. Rồi giá công khai cây số 9
giá 650k đó, 650k cộng ship cây số 9. Tiếp theo qua đây sẽ là ít cây bên đây nữa. Tiếp theo cây số 10 đó. Cây số 10 thì gửi cho anh em là một cây cần của hãng Rear nha anh em, hàng của Hàn Quốc xuất nhập, foil for carbon đó, cán mái chèo, fan là fan Fuji, sơn giả trúc, bát là bát Fuji F6 đây, rất là xịn nha. Đó, cái màu này rất là ok. Thì cây này cứng mờ và dài 2m1 nha anh em, cứng mờ dài 2m1 thôi, carbon rõ ràng. Đó, đọt là vẫn là đọt thấp nha anh em, mấy hai chi là đọt thấp hết, nó tạo cảm giác cho anh em kéo cá và nó tạo độ nảy của cái cần nhá, chứ không phải là dạng nó cứng đơn nha anh em. Đây đó, thì cây này Vinzin không lỗi lầm gì nha, ngon lành hết nha anh em, xin xò. Thì cây này thì nó nặng 167g, đọt 1 ly, dài 2m1, độ cứng sẽ là 50. Đó, độ cứng rất là dịu và nhẹ. Cho anh em câu hanh, câu chám, câu cảm giác nha anh em, câu cá mè dinh, mè dảnh, hoặc anh em có thể câu tôm, rất là phê nha, đọt đây. Cá tôm đụng vô là cảm giác liền. Rồi, giá công khai cây 11, giá 400 nha anh em, 400k thôi, 400k cộng chip cây 11, rất là cảm giác đọt nha. Tiếp theo cái 12. Cái 12 thì là một cây cần sơn giả trúc. Đây, một cây sơn giả trúc nha anh em. Foil là foil, vẫn là foil carbon, cắn máy chèo. Đây. Đó. Cái này đọt nó để là 15 nè anh em. Đó. Đây, sơn giả trúc nha. Bát tà bát Fuji nè, bát Japan. Đây, sơn giả trúc. Cây này một cây cần của hãng Suzumi nha anh em, Suzumi. Đây anh em, sơn giả trúc rất là đẹp nha, xuất sắc. Chung là xuất sắc đây, rất ok. Nó chung là phen phôi cái này chuẩn nha, phen phôi chuẩn, có keo chỉ thì nó có một số keo nó hơi bị xấu một tí thôi, nên mình cũng bán với giá thanh lý luôn. Đó, thì anh em về anh em có thể để quậy câu hoặc anh em có thể đi keo chỉ lại ngon lành, không ảnh hưởng gì nha anh em. Đây, full carbon đàng hoàng nha. Đó, tem mát đầy đủ, ngon lành cành đào nha anh em. Thì cây Suzumi này, cây số 11 này thì nó sẽ dài là 2m1, độ cứng nó sẽ ra tầm khoảng 15-20 đó, nặng là 160g. Và cây này thì anh em keo cái này nó bị lỗi tí nè, đó anh em để quay câu bình thường hoặc anh em có thể đi keo chỉ lại nhé. Đây, đây ok, ngon lành. Phen này thì cũng ok, ngon lành. Chung thì có một hai phen thôi chứ anh em không nhiều đâu nha anh em. Phen này thì ok, ngon lành. Nói chung là nó xuống cấp một tí thôi nhưng mà vẫn còn rất là chắc nha. Anh em vừa câu vô tư, ngon lành. Rồi, giá công khai cây số 11, giá 400 luôn nha anh em. 400k cộng ship cây số 11. Đó, một cây sơn giả trúc rất là đẹp, giá cực kỳ mềm. Tiếp theo cây 12. Cây 12 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Ryobi. Đây, một cây Ryobi cán mái chèo đó, phôi carbon. Đây, ngon lành. Phen Fuji, bát là bát Fuji đó. Cây Ryobi nha anh em, Ryobi dài 2m1. Đây, phen Fuji nha. Bu là bu xít luôn nha anh em, bu xít luôn. Xịn sò. Cây này thì phen keo chỉ ok hết, không lỗi lầm gì nhé, không lỗi lầm gì nha anh em, ngon lành đẹp. Đó, chung thì cây này tổng thể ngoại hình ok. Đó, đẹp thì không quá đẹp nhưng mà dạng mọi thứ ok hết. Cây này đột nó hơi cứng tí nha anh em. Thì cây này một cây Ryobi dài 1m, dài 2m1, đọt 1 ly 7, đọt 1 ly 3 thôi nha anh em, đọt 1 ly 3, nặng 170g. Và cái này độ cứng ra tầm khoảng 15-20 nhé, 15-20. Đó, rồi giá công khai cái 12, giá 400, 400k cộng ship cái 12, quá ok nha anh em. Tiếp theo cái 13. Cái 13 gửi cho anh em một cây hàng của Olympic, cán máy chèo foil carbon. Cán máy chèo này có quần gỗ này rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp quần gỗ.
fan của nó sẽ là fan Fuji, bát của nó sẽ là bát Fuji F6 Japan. Thì đây một cây cần hàng Olympic, đó hàng Olympic nha anh em. Cây này cứng 20, dài 21, phôi carbon. Đó. Tổng thể ngoại hình còn ok đẹp nha, ok đẹp, ngon lành. Đọt là đọt tháp nha nè, đọt tháp. Và cây này hình như nó bị gãy ngọn nha anh em, gãy ngọn, nó gãy tới phen luôn. Đây men Nhật đánh cắt cái phen nó làm bu luôn nè, đó. Cũng ok tương đối. Đó anh em về câu vui chơi giải trí thì ok liền. Đó. Rồi. Đó. Nói chung là cây này phôi đẹp. Đó, phôi với ngoại hình đẹp. Đọt đây, đọt nó ra tầm khoảng 20 thôi nha anh em. Đọt 20, 15 20, đọt nó tương đối dịu nè. Đó, test cho anh em xem luôn. Đó. Anh em ưng thì có thể về câu lặt vặt linh tinh được. Cái này nó dài 21 nhưng mà nó bị hụt đọt rồi, nó chỉ còn có 2m07 thôi nha anh em, 2m07. Thì cái này nó còn 2m07 thôi nha anh em, 2m07, nặng 140g, đọt 1 ly. Đọt nó đây, tương đối nảy nha, tương đối nảy và gì? Siêu cảm giác luôn. Đó. Rồi, cái này độ cứng ra tầm khoảng 15 20 thôi nhé. Rồi, giá công khai 13, giá là 350k nha anh em, 350k cộng ship hay 13. Tiếp theo cái 14. Cái 14 gửi cho anh em là một cây cần Ocean King gì nữa anh em. Đây, nó đây. Phôi carbon anh em, thẳng đây. Carbon này sẵn đẹp nha anh em. Đó. Cản máy chèo. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Bass là bass Fuji. Tổng thể ngoại hình đây, tương đối sạch và đẹp nha anh em. Cái này dài 1m8, phôi carbon. Tổng thể ngoại hình đẹp. Đọt của nó sẽ vẫn là đọt tháp nhé, đọt vẫn là đọt tháp. Đây. Ngon lành nha anh em. Ngon lành. Thì cái này nặng 108g, đọt 0.6, độ cứng cái này nó gơ tầm khoảng mình đo xem 50 thôi nha nè, độ cứng cái này dịu cực kỳ. Độ cứng gơ tầm khoảng 50. Kéo hình chữ C được luôn nha nè, rất là dịu nha, chuyên câu cảm giác, chuyên về câu cảm giác luôn. Được cái này đẹp nha, cái này đẹp mới. Rồi, giá công khai cây số 14, giá 450k nha nè, 450k cộng ship cây 14, một cây cần tương đối đẹp nha. Tiếp theo cây cuối cùng thì gửi cho em vẫn là một cây cần của Shimano. Cán máy chèo, phôi đây, phôi là phôi sẵn nha nè, sẵn đẹp nha. Bát là bát Fuji, cây này sẵn phôi đẹp, rất đẹp nha nè. Đẹp nha, rực rỡ luôn. Phen ok hết, phen phôi cái này chuẩn nha, phen phôi chuẩn, có keo nó thì hơi bị xuống cấp một tí thôi, nhưng mà vẫn còn rất là chắc nha nè. Keo bị xuống cấp một tí nhưng mà vẫn còn rất là chắc. Anh em về câu thả ga nhé. Đây, sang ít rất là đẹp, Shimano Hipower X. Đó, ngon lành. Quá wow, ok nha nè, xin chào. Thì cái Shimano này thì nó dài là 2m1 nha nè, dài 2m1, nặng 165g. Đọt của cây này sẽ là đọt là 1 ly 8. Và cây này độ cứng nó ra tầm khoảng 20 nha nè. Độ cứng cây này cũng tương đối cứng so với cần Heiichi nhé, 20-30. Cho anh em nào về câu cá bự tí, câu ghe, câu bè mà câu cá bự tí. Rồi, giá cây số 15, giá là 750k anh em, 750k cộng ship cái 15. Được cái là phôi cái này sẵn đẹp nha nè, đây để từ xa mà anh em thấy không, sẵn găng guốc nha, rất ok nha. Rồi đó, tổng cộng 15 cái cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt, để shop điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.